Lan Ngọc tự cào cấu vì nhập vai tâm thần, hóa thân vào nhân vật mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng. Ninh Dương Lan Ngọc nhốt mình trong phòng một tuần, chìm vào cảm xúc của nhân vật đến độ vô thức tự làm mình đau. Ở đoạn kết, phim Cô Gái Từ Quá Khứ tiết lộ nữ chính Missy Quy Hoàng Quyên do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Quỳnh Yên Cai Ti Nguyễn chỉ là người bạn Hoàng Quyên tưởng tượng ra, một bản thể mạnh mẽ và quyết liệt hơn, luôn bảo vệ cô trước những sóng gió và tổn thương của cuộc đời. Cuộc chạm trán với Quỳnh Yên và Bách Lãnh Thanh đều không có thật. Căn bệnh của Hoàng Quyên là hệ quả của quá khứ nhiều bi thương, lớn lên trong nghèo khổ, bị cha dượng hãm hiếp, bị mẹ ruột bỏ rơi, bị ông chủ nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu sảng sợ, bị cậu chủ Bách quấy rối, bị bà quản gia nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nạt nộ. Dù đổi đời trở thành một mỹ nhân quyền lực showbiz, cô vẫn mắc kẹt trong những nỗi đau cũ dẫn tới tâm lý bất ổn, nảy sinh ảo giác, không thể dùng thuốc trị tâm bệnh vì mang thai. Missy Quy bệnh tình ngày càng nặng, dẫn đến một loạt bi kịch trong phim. Lần đầu hóa thân vai diễn mắc bệnh tâm thần là một thử thách lớn với ngọc nữ điện ảnh Việt. Từng là bác sĩ, đạo diễn Bảo Nhân đã cung cấp cho cô các kiến thức và thông tin cơ bản về căn bệnh của nhân vật Hoàng Quyên, để cô không nhầm lẫn Quyên bị điên như ban đầu. Đạo diễn Nam Sito cho biết ngoài việc nâng cao diễn xuất cùng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Lan Ngọc còn phải nghiên cứu căn bệnh cùng những triệu chứng của bệnh giống như một sinh viên y khoa. Việc đầu tiên là Lan Ngọc phải làm cho khán giả thấy cô là người hoàn toàn bình thường, thậm chí hoàn hảo. Nhưng sau đó là những rối loạn tâm lý một cách âm thầm đang bào mòn chất lượng cuộc sống của cô. Bằng mọi giá, Ngọc phải hiểu kỹ càng về bệnh lý vì đây là khoa học, không thể tự ý sáng tạo. Anh nói, Lan Ngọc kể đạo diễn Bảo Nhân nói với cô tâm thần là một chuyên khoa cực kỳ khó đối với dân ngành y. Nhưng bằng mọi giá cô phải tốt nghiệp trong 2 tuần trước ngày phim bấm máy. Cô phải hiểu tường tận thế nào là ảo giác, thế nào là ảo thanh, thế nào là tâm thần thể paranoid. Cô phải đọc sách, xem những bộ phim có yếu tố thâm thần để so sánh và lấy chất liệu diễn. Một tuần trước ngày quay, cô nhốt mình trong phòng và nhập tâm vào căn bệnh của Quyên. Nữ diễn viên đã tự cào cấu trán. Đến khi thoát ra, cô giật mình vì thấy trán bầm đỏ. Khi đó, cô sung sướng vì mình bắt đầu hiểu được Hoàng Quyên. Đóng Cô Gái Từ Quá Khứ, Ninh Dương Lan Ngọc hay buồn vì chìm vào câu chuyện của nhân vật. Xem lại phim ở rạp, cô khóc nghẹn và tiếp tục rơi vào trầm lắng. Cô thương Hoàng Quyên và những người phụ nữ đời thực có hoàn cảnh giống nhân vật của mình. Cô cho hay, cuộc sống ngày càng phát triển, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống hơn, dễ sinh ra những vấn đề tâm lý nhưng ngại giải bày cùng người thân. Bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe thực tế, bộ phim còn là hồi chuông lên án nạn bạo hành gia đình, bạo hành tâm lý trẻ em, phụ nữ. Tôi mong phụ nữ quan tâm hơn về sức khỏe tâm lý, tinh thần và sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả khán giả, nhất là khán giả nữ. Thông qua bộ phim này, xây dựng nhân vật Hoàng Quyên, đạo diễn Bảo Nhân chọn tâm thần phân liệt thể paranoid. Đây là thể bệnh thường gặp nhất, triệu chứng nổi bật là hoang tưởng, ảo giác. Đạo diễn giải thích, mặc dù được đào tạo và từng là bác sĩ, tôi cũng phải nghiên cứu lại chuyên khoa tâm thần một cách nghiêm túc bằng cách đọc lại các sách chuyên ngành, đồng thời liên hệ với bác sĩ trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Trung ương Huế nhằm xác minh một cách khoa học các vấn đề mang tính chuyên môn cao. Sau hơn 2 tháng nghiên cứu và bàn bạc kỹ càng với các bác sĩ, tôi mới tự tin viết kịch bản. Câu chuyện của Hoàng Quyên trong phim gây xúc động cho người xem, tạo nên dấu mốc mới trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc. Sau thời gian dài đóng khung trong các vai không quá phức tạp, chỉ đẹp mà không đủ sâu, ngọc nữ phim Việt thể hiện tốt các trạng thái tâm lý giằng xé trong vai này. Sau 2 tuần chiếu rạp, phim hiện thu về 49,3 tỷ đồng.